Rồi, hello xin chào anh chị em chào mừng anh chị em đến với kênh của thành trung invest ngày hôm nay thì mình sẽ làm một series à, với chủ đề chứng khoán từ a đến z giải thích mọi định nghĩa khái niệm dưới góc nhìn đơn giản nhất dành cho chị em nhà đầu tư f 0 mới tham gia thị trường và hy vọng rằng cái chuỗi series này sẽ giúp cho anh chị em giải đáp được những câu hỏi thắc mắc của mình trong quá trình đầu tư anh chị em nhé chúng ta sẽ tìm hiểu cái thời gian giao dịch trên các sàn nó sẽ khác nhau đấy anh chị em nhé để chúng ta biết à, cách theo dõi và quan sát khi trong quá trình chúng ta đầu tư thì đối với sàn HOSE khi anh chị em giao dịch chứng khoán cơ sở mua bán cổ phiếu đấy thì đối với sàn HOSE thì mở cửa sẽ là từ 9 giờ và đóng cửa là 3 giờ chiều anh chị em nhé. Thì đối với cái khung giờ từ 9 giờ đến 9 giờ 15 ấy thì đây là phiên khớp lệnh định kỳ là xác định giá mở cửa. Từ 9 giờ 15 đến 11 giờ 30 là khớp lệnh liên tục. À, nghỉ trưa là 11 giờ 30 đến 1 giờ chiều. Cái việc nghỉ trưa này thì tất cả các sàn đều diễn ra y như nhau nhé à, tiếp theo đó thì từ 1 giờ đến à, 1 giờ chiều đến 2 rưỡi chiều thì nó sẽ là phiên khớp lệnh liên tục và từ 2 rưỡi chiều đến 2 giờ 45 là phiên khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa và sau một cái thời gian này từ 2 giờ 45 đến 3 giờ nó sẽ là những phiên khớp lệnh thỏa thuận anh chị em nhé còn đối với sàn HNX thì gì nó sẽ không có cái giá xác định không có phiên xác định giá mở cửa ATO đâu mà vào phiên cái là nó sẽ giao dịch liên tục ngay bắt đầu từ 9 giờ cho đến 11 giờ à, rưỡi trưa sau đó nghỉ trưa và chiều thì từ 1 giờ chiều đến à, 2 giờ chiều là sẽ khớp lệnh liên tục và 2 giờ chiều đến 2 giờ 45 chiều thì sẽ à, là phiên khớp lệnh định, định kỳ để xác định giá đóng cửa và đặc biệt là gì sau giờ ấy từ 2, 2, giờ 45 đến đến 3 giờ ấy, thì nó sẽ là phiên khớp lệnh sau giờ đó nên ai mà muốn giao dịch thêm cổ phiếu mà dựa trên cái giá đóng cửa thì giao dịch ở phiên này cuối cùng thì sàn upcom thì riêng sàn upcom thì nó sẽ sẽ là phiên khớp định liên tục hết và nó không có giá không có phiên xác định giá mở cửa và giá đóng cửa như hai cái sàn trên còn đối với chứng khoán phái sinh ấy thì hiện tại thì có dịch hợp đồng tương lai chỉ số vn30 thì nó sẽ được mở cửa sớm hơn nhé là mở cửa từ 8 giờ 45 đến 9 giờ để xác định giá mở cửa sau đó thì khất lệnh liên tục và đến chiều thì cũng đóng cửa mức là uh, lúc 2 giờ 30 chiều đến 2 giờ 45 chiều là xác nhận cái phiên ATC và sau đó thì nó không có cái phiên khắc lệnh thỏa thuận hoặc là khắc lệnh sau giờ như hai sàn đâu. Rồi với cái biên độ uh, giá giao dịch với từng sàn thì nó sẽ khác nhau anh chị em nhé. Thì khi cổ phiếu giao dịch trong phiên ấy thì uh, cái giá trần nó sẽ là cái giá cao nhất được phép giao dịch. Đó. Nó sẽ bằng là cái giá tham chiếu ngày hôm trước nhân với cái biên độ dao động giá sàn nó sẽ là cái giá thấp nhất và nó được xác định bởi giá tham chiếu trừ đi cái biên độ dao động anh chị em nhé. Thì đối với giao dịch trên cổ uh, cổ phiếu trên sàn HOSE thì cái biên độ trần sàn là 7%. Sàn HNX là 10%, upcon là 15%. Tuy nhiên ở dưới này thì có một số cái đặc biệt khác hơn thì ừ. nó cho phép cái biên độ rộng hơn. Ví dụ như là cổ phiếu mới niêm yết trong ngày đầu tiên ấy, hoặc là được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày ấy, thì cái biên độ dao động trên sàn HOSE cho phép là 20%, HNX là 30% và upcon là 40% cái thứ hai là cổ phiếu trong cái ngày giao dịch không hưởng quyền ấy, để được uh, quyền nhận cổ tức hoặc là thưởng bằng cổ phiếu ấy, thì nó cũng cho phép biên độ động là 20% ở trên sàn HOSE, 30% ở sàn HNX và sàn con là 40% anh chị em nhé.